Hôm nay tiếp tục lại là một video trốn tìm tại một địa điểm nào đó mà các bạn fan yêu cầu. Biệt đội bảo hộ đã trốn vào một trong những nơi rất là đẳng cấp luôn. Đó chính là một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ở đây có một chiếc hồ bơi siêu to khổng lồ luôn, rất là nhiều cây xanh, với những căn nhà nghỉ dưỡng siêu đắt đỏ. Và nó rất là ba chà bứ, là bự chà bá. Với một nơi to như thế này, liệu Thành, chị Vy, Tài, Bé Báo, Ngân Chuột, Nhi có làm khó được anh Mon hay không? Ai mà biết được tụi nó có trốn trong cái thùng này không? Cũng dám lắm à. Để bắt đầu video mới, chúng ta tiếp tục sẽ đọc bình luận của các bạn fan nha. Đầu tiên các bạn là Lê Minh Khôi 4B. Chuyện ngon đẹp trai ơi, thử thách trốn tìm trong khách sạn đi, mong chuyện ngon ghét em. Oh my god. Ok, vậy là hôm nay mình sẽ làm theo ý tưởng bạn Lê Minh Khôi nha. Cái đó chính là trốn tìm trong khách sạn. Và bạn Thí Nguyễn, chị ơi trốn tìm trong khách sạn luôn. À, bạn Thu Hoàng cũng là chị ơi làm trốn tìm trong khách sạn đi. Và thấy ý tưởng này rất là hay, cho nên mình sẽ tập hợp được đội bảo thủ, chị Vy và anh Mon đến một khách sạn khá là to. Và các bạn cũng đã biết khách sạn đó rồi nha. Bạn nào chưa biết cái khách sạn đó thì có thể coi lại video 24 giờ đi chơi theo cầu của fan, đi chơi tại tỉnh Cần Thơ nha các bạn. Tiếp theo là khoảng 15-20 bạn may mắn được lên TV trong ngày hôm nay. Đầu tiên nói cho bạn là Cream League 7654 cho em lên TV, em kêu cả lớp đăng ký cho anh rồi ạ. Wow, đây chính là fan bê tông của chúng ta. Và tiếp theo đó là bạn Thanh Dương cho em lên TV, bạn Biết Nguyễn 5421, bạn yêu anh nhiều anh. Bạn Tinh Liễu 260, bạn Lê Văn Ni 4618, bạn Thanh Nguyễn, bạn user GZ, bạn Minh Chí Mai, bạn Trần Ni 7879, bạn user ZY dài, bạn Abin, bạn Duy, bạn Ngọc Bích Quang Thị, bạn Khả Ái Nguyễn Thị. Là những bạn đã may mắn được lên TV trong lần này. Bạn nào cũng muốn được lên TV với các bạn đó thì nhớ bình luận là em muốn lên TV, hoặc là bình luận các ý tưởng của các bạn. Nhiều bạn có ý tưởng giống nhau thì sẽ bê tất cả các bạn lên trên TV hết. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu clip ngày hôm nay thôi. Let's go. Hello các bạn. Hello các bạn. Trong các video trốn tìm lần trước thì biệt đội bảo thủ đã được những cái phần thưởng như là muốn gì được đó dành cho người thắng. Thì em thấy là nó quá bình thường rồi, nó không còn VIP nữa. Cho nên thành ra là anh Mon sẽ thay đổi luật chơi một xíu. Trong trò chơi lần này trốn tìm trong resort, chúng ta người thắng sẽ không được gì cả, nhưng người thua sẽ bị phạt. Và hình phạt của người thua là do người thắng viết ra. Và anh Mon lấy ví dụ nha, trong trường hợp ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5 đứa này đều sống hết, chỉ có Bé Báo ở lộn, chỉ có Ngân Chuột là bị thua, thì 5 thành viên này sẽ viết ra 5 cái hình phạt và Ngân Chuột sẽ bóc một trong 5 hình phạt đó để thực hiện cái hình phạt của mình. 11, 12, 13, 14, 15. 15 phút đếm ngược của biệt đội bảo thủ bắt đầu. Ok, bây giờ anh Mon sẽ di chuyển ra ngoài lộ để biệt đội bảo thủ trốn nha các bạn. Bây giờ mình với con Ngân sẽ đi tìm chỗ trốn, rồi sau đó mình sẽ lấy cái áo khoác này mình gài bẫy anh Mon nha các bạn. Đi thôi, let's go. Các bạn ơi, nãy giờ mình thấy cái ông già này, ông ngồi, ông nhìn mình nãy giờ, mình thấy nghi lắm rồi nha. Cái gì vậy bà nội? Ê, ông kia, ông nhìn cái gì vậy? Ê, ông đó chảnh quá các bạn ơi. Mình nói là ông đó không thèm trả lời mình luôn. Chảnh quá. À đúng rồi, lý do là tụi mình không trốn bên kia là tại vì ở bên nhà đó tụi mình trốn rất là dễ bị anh Mon phát hiện, cho nên là tụi mình sẽ kiếm chỗ trốn thật là kín đáo. Nếu anh Mon phát hiện là bít đường ra ngoài luôn, còn trốn mấy chỗ này nếu anh Mon phát hiện thì còn chạy kịp nha các bạn. Tụi mình sẽ cố gắng chiến thắng nha các bạn, để không bị phạt đâu. Mình nghĩ khu này hơi bị khó kiếm chỗ trốn luôn các bạn ơi, nhưng mà mình sẽ cố gắng nha. Mình sẽ đi hướng này để coi có cái bụi, cái lùm nào không, rồi mình chui vô đó mình trốn các bạn. Chúng ta đã trải qua được khoảng tầm 3 phút rưỡi và anh Mon đang ở rất gần ngoài lộ. Con mắt của anh Mon hướng ra ngoài để đảm bảo biệt đội công bằng cho biệt đội bảo thủ nha các bạn. Đây là một câu nói hầu như mọi người đều nghe trong những cái clip trốn tìm kiểu như thế này. Đó, đây là clip trốn kiếm mà. Trốn và bị anh Mon kiếm thấy là sẽ thua. Giờ mình thấy cái thử thách này là nó kiểu như là quá dễ đi. Cho nên mình sẽ đợi hết 15, sát 15 phút rồi xong mình sẽ đi tìm chỗ trốn nha các bạn. Cái ba lô nó làm mình mỏi da quá các bạn ơi.
Mình đi nãy giờ cũng khá là xa rồi, nhưng mà mình vẫn chưa thấy chỗ trốn. Mình nói thì chỗ này hơi bị khó kiếm chỗ trốn luôn các bạn. Thôi, ở đây có cái cây, nhưng mà cái đường leo thì không có các bạn ơi. Cái cây nó xung đột à, chứ có dây điện nữa cho nên mình không dám lên các bạn ơi. À, được, cũng ổn á. Mày tắt bóng đèn đi tớ. Không sao, bạn không sao, mình còn ổn. Các bạn ơi, mình mới thấy cái bụi này nha các bạn. Cái bụi này nó khá là tùm á các bạn. Kiểu như là nếu mà mình mặc đồ đen mà mình chui vô á là anh Mon sẽ không thấy mình luôn các bạn. Để mình vô đó mình thám thính thử nha. Yeah. Mình thấy trong cái bụi này nó ghê ghê sao các bạn ơi. Mình sợ là có con gì mà nó bất ngờ nó nhảy xuống, hoặc nên là con sâu, con gích gì đó nó ra nó cắn mình là không được đâu các bạn ơi. Mình phải đi kiếm chỗ nào khác, sắp hết thời gian rồi các bạn ơi. Hôm nay anh Mon rất là xôn và anh Mon cảm thấy thời gian đang trôi qua rất là nhanh. Hiện tại chúng ta đã chạy qua được 7 phút và chúng ta sẽ còn được 8 phút nữa sẽ đi tìm những con chuột của biệt đội báo thủ. Các bạn ơi, các bạn thấy gì ở dưới ở đó không? Đó là kiểu như là một cái vườn người ta trải cỏ lên đó. Bây giờ mình sẽ xem ở dưới có gì không để mình gửi thằng mập này đi xuống dưới đó trốn nha các bạn. Tôi nghĩ chắc tôi trốn không được đâu. Ăn cho cố vô rồi giờ đi chơi trò chơi trốn không được. Sắp hết thời gian rồi mà mình chưa có một cái chỗ nào mà kiểu hợp lý hết trơn các bạn. Chỉ có nước là vừa trốn vừa di chuyển thôi. Tại vì vừa trốn mà vừa gìn anh Mon. Khi nào thấy anh Mon đi hướng rồi mình sẽ chạy đi cái hướng ngược với hướng anh Mon. Là như vậy mới không bị phát hiện thôi. Chứ ở đây hầu như không có chỗ trốn các bạn. Bây giờ tụi mình chỉ còn lại 5 phút để trốn. Không biết có đủ thời gian trốn không nữa. Hai. Giỡn với mày nãy giờ. Đứng yên coi. Tao giỡn với mày nãy giờ chứ tao cũng chưa tìm được chỗ trốn. Làm sao vậy? Chúng ta còn 3 phút 40 giây nữa để tìm biệt đội báo thủ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không tập thể dục nữa, chuyển sang tập dưỡng sinh. Bởi vì anh Mon đang bị sốt mấy bạn ơi. Con mắt của anh Mon lờ đờ, mọi người xem video đầu tới cuối nãy giờ. Ủa từ đầu tới bây giờ thì mọi người thấy con mắt của anh Mon lờ đờ tại vì anh Mon đang bị sốt và đang rất là khó chịu. Mới vừa thấy con gì nó nhảy từ trên cây xuống rồi các bạn. Mà bây giờ không biết trốn đâu hết, mình sẽ hy sinh trốn ở dưới chỗ này nha các bạn. Rồi thì nãy giờ là mình dạo hết nguyên cái khu này rồi mà không có thấy chỗ nào lý tưởng để trốn hết á. Giờ mình không biết làm gì nữa. Giờ mình sẽ đi qua chỗ kia xem nha các bạn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Tới giờ đi săn chuột rồi các bạn ơi. Đốt cháy hết những năng lượng còn trong cơ thể để săn được những con chuột béo ngậy. Chúng ta vẫn như cũ sẽ có 20 phút để tìm biệt đội báo thủ. Anh Mon chơi lúc nào cũng công bằng và rất là play, là chơi đẹp đó các bạn. Cho nên anh Mon có sao để vậy nha. 20 phút của biệt đội báo thủ bắt đầu. Chúng ta sẽ đi tìm ở các hang không bạn. Chúng ta tìm vào những cái bờ tường các bạn, bởi vì những cái bờ tường như thế này thì có nhiều chỗ trốn hơn bình thường. Không biết tụi nó có trốn vào những cái nhà nghỉ không, những cái resort không, bởi vì những cái resort đó nó rất là nhiều nha các bạn, 10 mấy 20 căn á. Và nếu trốn ở trong đó thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm được trò báo thủ. Hiện tại thì anh Mon bắt đầu đi kiếm rồi nha các bạn. Mình mong chỗ này anh Mon sẽ không thấy mình trốn nha.
chúng ta có một nơi lý tưởng để trốn. Một lần không biết có đứa nào trốn hay không. Bạn cứ xem với mình nha. Ồ, cái bụi lùm này không trốn được mấy bạn ơi. Cái bụi lùm này nó kín quá trời kín mà không trốn được đâu. Nhưng còn cái bụi lùm này thì sao? Có khả năng các bạn. Ồ, cũng không có biệt đồ bảo hộ trong này luôn. Ok các bạn, giờ mình đã tìm được cái chỗ trốn lý tưởng rồi nha các bạn. Đây, đó chính là đằng sau hội trường của nhà nghỉ nha các bạn. Thì chỗ này rất là ít người qua lại cho nên cây cỏ tùm luôn. Mình nghĩ chắc là Mon sẽ không kiếm thấy mình đâu. Tại vì chỗ này vắng người lắm. Khu này đang cải tạo là các bạn. Và có thể trốn được dưới này nha. Không biết là tụi nó có dám trốn dưới này không. Ủa, không có bạn ơi, chỗ này rất là nhỏ và khá là nguy hiểm, chắc mấy đứa nó không dám trốn như này đâu nha. Có một cái áo khoác của biệt đội bảo thủ, đây là áo khoác của con Nhi nha các bạn, nó bỏ lại nha các bạn. Đây là một cái điệu hổ ly sơn, quá là trẻ con luôn. Cũ rít rồi. Đúng rồi. Thì chắc chắn không có đứa nào trong này đâu, bảo đảm luôn. Sao cái miếu này là một khoảng trống rất là to nha các bạn. Chúng ta không nên bước dây động rừng và không nói chuyện quá lớn tiếng. Sao khoảng tầm 6 phút mà chúng ta đã bắt được hai con chuột đầu tiên nha các bạn. Ratatouille. Hồi nãy mình nghe tiếng Amon ở đây mà tự nhiên Amon đi qua kiểu như là không thấy tụi mình luôn á bạn. Còn 13 phút 30 giây nữa các bạn ơi. Và chúng ta sẽ tiếp tục có một cái khoảng trống sau lưng một cái resort. Cái khoảng trống này chỉ vừa cái máy lạnh thôi à, không có vừa cho một người ở đó để trốn được hết. Tiếp tục. Mình nghe đâu tiếng con thư với tiếng anh Mon, tiếng con chuột các bạn. Vậy là anh Mon đang ở gần cái chỗ của mình. Khi nào mà anh Mon lại gần gần đây thì mình sẽ di chuyển tuốt ra phía sau nha các bạn. Chúng ta còn 11 phút 12 giây nữa các bạn ơi. Ở đây là một cái khu không biết khu gì luôn, nhưng mà rất là nhiều chỗ trốn. Có người nào trốn trong hội trường không ta? Thôi mọi người chắc người ta sẽ khóa cửa mà không cho vô đâu. Ây da. Hãy thương những người đang bị bệnh đi mà. Thí sinh kế tiếp đã bị anh Minh bắt vào phút thứ 10. Đó chính là Thành Long Sáo và nó đã bị đóng băng thành bức tượng luôn bạn ơi. Nó kiểu như, ủa, không có nhận nhau, tại sao tôi làm gì bắt. Chúng ta còn 10 phút nữa để đi tìm mà. Còn bao nhiêu người ta? Còn 3 người, trong đó có chị Vi, Tài với Nhi nha các bạn. Phải không ta? Không. Bé Báo. Mình đang ở phía sau cái nhà nha các bạn. Tại vì mình nghe tiếng anh Mon đang ở rất là gần mình. Chạy vòng vòng nãy giờ thì anh Mon chỉ còn có 5 phút thôi các bạn. Và chúng ta có một manh mối, cái quan trọng đó là một cái thùng. Và nó có cái nắp của nó. Cái nắp của nó như kiểu mới được mở ra vậy á. Dám ăn trong chợ băng. Không có đứa nào trong mày hết các bạn ơi. Chúng ta lại mất thời gian nữa rồi. Cố gắng thôi các bạn ơi. Không biết có đứa nào chơi lớn nó trốn xuống dưới cái ống cống này không nữa à. Ráng mua khả năng không. Wow, con cà phê trà bá lửa dưới ống cống luôn. Giờ rồi mình cùng vô xem thử coi ở dưới cái ống cống này có bị bảo thủ trốn dưới không nha. Không có ai dưới này hết các bạn ơi. Có ai thì uống hòa dám ăn trong giờ quan hết coi. Mình thấy ngon chuột. Trời ơi, ngân chuột. Mình nghe ngân chuột nó nói là ngân chuột bị thua rồi các bạn. Mà bây giờ hai đứa nó mà đứng ngay chỗ mình, anh Mon rất là dễ để ý mình luôn á. Liệu cái bụi cỏ này có đang che giấu một thí sinh nào không? Dạ, anh Mon phải kiểm chứng nó kìa. Không có thí sinh nào trốn đây hết các bạn ơi.
chúng ta chỉ còn có 4 phút 19 giây nữa thôi. Mọi việc đang diễn ra trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu mà anh Mon thắng cái trò chơi này thì coi như hình phạt là do anh Mon đưa ra nha các bạn. Bởi vì không có thí sinh nào thắng thì hình phạt là do anh Mon đưa ra, dĩ nhiên rồi. Ê, anh Mon thấy hai đứa nó đang đi bộ kìa các bạn. Phát hiện hai thí sinh rồi các bạn ơi. Chúng ta đang còn 3 phút nữa để tìm thí sinh VV. Các bạn ơi, chúng ta có một sự nhầm lẫn rồi. Thí sinh ngân chuột hồi nãy anh Mon đã bắt rồi. Và thí sinh tài tự nhiên ở đâu xuất hiện? Sao vậy? Hả? Gì? Sao? Đi tìm ngân chuột. Đi toilet chứ đi ra không thấy nó đâu nữa trời. Thì lạc mất tiêu của con đứa hả? Nó chạy lên cầu thang nó trốn hả? Cảm ơn nó cung cấp một manh mối cực kỳ quan trọng. Và chúng ta đã có còn 2 phút nữa nha các bạn. Tự nhiên mày chết lại thôi. Mình mới nghe được một tin, đó là ngân chuột với Nhi bị bắt rồi nha các bạn. Và anh Mon có thể là đang ở gần cái khúc của mình lắm luôn á. Nếu mà mình thua thì mình sẽ chịu phạt chung với Nhi với ngân chuột nha các bạn. Hy vọng là mình may mắn. Tĩnh tâm à, tĩnh tâm. Anh Mon đã bỏ sót một địa điểm và chúng ta vẫn còn 1 phút 14 giây. Địa điểm đó chính là ở trên quầy để tao nghe các bạn. Ở đây còn một chỗ trống nữa nè. Chúng ta đã tìm được thí sinh VV. Chúng ta chỉ còn 50 giây để tìm bé báo nha các bạn. Trời, còn 50 giây nữa thua các bạn. Gì vậy trời? 45 giây nữa để tìm bé báo nhanh lên. Nếu bé báo thắng cái trò chơi này thì bé báo sẽ đưa ra hình phạt cho tất cả các thí sinh bị thua. 25 giây cuối cùng. Anh Mon muốn là người đưa ra hình phạt cho biệt đội bảo thủ đó các bạn. Mình nghe tiếng anh Mon. Đồng hồ đã điểm tin. Và chúng ta đã để sót một con chuột đó là bé báo nha các bạn. Đổ mồ hôi đầm đập luôn rồi. Sau 20 phút anh Mon đi tìm biệt đội báo thủ thì bé báo lại tiếp tục báo trong video mới. Đó chính là bé báo đã trốn vào trong công trình đang thi công và anh Mon không nghĩ là bé báo đã trốn ở trong đó. Nói chung là một sự rất là thông minh. Tại vì trốn một nơi mà mọi người không nghĩ tới. Đúng chưa? Và thanh niên này đã thua chỉ vì cục mất. tại sao lại không đi cùng bé báo gì hả? Đau bụng quá chịu hết nổi. Em bị đau bụng. À. Em đang đứng vậy nè, cái xong kêu ném vô coi. Ê ông ơi, tao đau bụng quá, cho tao đi nghỉ rồi. Ok, vậy là chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng trong cái trò chơi lần này. Trò chơi đội dòng nguyệt quế bằng lá cỏ. Ok, nhưng đặc biệt thông báo cho bé báo một tin rất là gây cấn luôn. Đó chính là người chiến thắng duy nhất sẽ viết hình phạt và tất cả các thí sinh ở đây phải bốc thăm hình phạt của bé báo đã viết ra. Một nụ cười gian xảo, một nụ cười ác độc, nghe là thấy có điềm rồi đó các bạn. Các bạn ơi, nhưng nói đúng à, mình viết được nguyên gỗ cái hình phạt cho ngân chuột với lại chị Di với mấy thanh niên kia bóc rồi nha bạn. Bây giờ thì đem cho mấy người đó bóc hoài. Chị Vy con chuột sẽ là người thực hiện thử thách đầu tiên. Bóc thăm đi. Thôi quá bạn ơi. Mỗi đứa một lá phiếu. Chị Vy mở trước. Hình hoạt dọn mứt mèo bánh bao. Còn nhỏ này, hình hoạt đi chôn mà bán cà phê. Ok, bây giờ Cưng sẽ nghĩ ra cái gì để cho nó bán cà phê nha. Ok. Trong thời gian đó, anh sẽ bắt chị Vy đi dọn mứt bánh bao. Chết mình rồi các bạn ơi. Ôi bánh bao, đang dĩa hả con? Dĩa thì để mẹ dọn cho con. Bánh bao. Con mèo chứ không phải con người mà chơi cái kiểu đó nha. Chưa tới giờ dĩa. Các bạn ơi, đây là phần bánh bao. Rồi đây là thao mứt
cua bánh bao nha. Giờ bánh bao hửi mức của con lần cuối đi. Hửi đi, hửi. Thơm không? Chạm vào mức của con lần cuối đi. Nó không chịu các bạn ơi. Nó biết đó là mức của nó. Nó không chịu. Nếu đi tè là một nghệ thuật thì bánh bao của mình chắc chắn là một nghệ nhân nha. Nó các bạn thấy không? Nước ái hình trái tim. Quậy cái chuyện thì cái chứ. Hình phạt này khá là đơn giản nha các bạn. Chỉ cần một nốt nhạc thôi là xong rồi. Ta chơi với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận. Kế tiếp sẽ thực hiện hình phạt của mình. Phải có bài gì cho anh chưa? Có rồi. Có rồi. Let's go. Let's go. Các bạn ơi, để xem pho tập trường cho anh như thế nào. Nếu nó cho anh không hay thì mình sẽ bắt nó cho anh lại. Khi nào nó cho anh hay thì thôi nha bạn. Ok, đi thôi. Đấy. Cái gì đấy? Giống giống mà. Giống kiểu như đi lụm dây chai vậy các bạn. Xét kịp nát. Đúng rồi, đó là các bạn. Nè, bây giờ quay lại nè. Khấn theo ông phó tập trưởng nè. Cầu mong ông bà tổ tiên. Nói cầu mong ông bà tổ tiên độ cho con. Đỡ cho con. Đừng có mắc cỡ. Đừng có mắc cỡ. Có mắc cỡ. Đừng cho con có mắc cỡ. Ừ, đi cho anh đi. Rồi. Cô ơi, cô cho con hỏi cô. Cô biết cái đường à? Đường gì đó? Đường à, đường vào tiệm em ơi băng giá. Tiếp theo sẽ là hai thanh niên này nha các bạn. Hai này nó đi học mới về. Bé báo, làm nhiệm vụ. Sáng nay mà các bạn. Ở đây có rất rất nhiều lá phiếu cho bé báo đã ghi ra. Một lá tới được thành, tới được thành. Rồi hai thanh niên này khui thử cho các bạn xem thử coi mình bị hình phạt gì nè. Thích hạ, thơm quá. Đâu, cái gì? Trả lời thật lòng trong vòng 1 phút. Ok. Tới lượt hình phạt của mình nha các bạn. Hình phạt hoán đổi giới tính rồi nhảy cho cả nhóm xem. No. Nhưng anh người đi hồi, nhưng anh người. Hình phạt của mình thì dễ nhưng mà hình phạt của ông Thành thì. Trời ơi, cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Chúng ta sẽ đến với hình phạt đầu tiên của ông Thành. Ừ. Yeah. Đây chính là bộ sưu tập đồ đồ cực kỳ nam tính nha các bạn. Chẳng hạn như một cái đầm màu trắng, một cái đầm màu hồng. Giờ cứ có 20 giây để chọn bộ đồ cho mình. Em chọn bộ đồ này. Ok. Tất cả các thí sinh kia hãy quá trang cho anh Thành quyến rũ nhất có thể nhé. Tất cả các thành viên đã chuẩn bị những món đồ đẹp đẽ lung linh anh dặn rồi ánh ban mai nhớ cho anh Thành. Đầu tiên bé báo quá trang cho anh hai đi. Nước nước xuống đó, cặp lông mi 100 triệu tấn. Không thấy gì luôn. Mình không cần biết mình đẹp đâu, mình chỉ cần thấy người ta thấy mình đẹp là được rồi. Các bạn ơi, ai đồ của mình kìa các bạn. Chị cô xem mình hát hay thì đừng quên like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nha. Hai chị em mình. Rồi, một hai bạn mình nha. À, hôm qua em đốt nhà mẹ Út em còn chưa. Hôm nay mẹ lên nước. Một mình em đốt tiếp, hương hương thơm mùi khé, nước suối đầy xì lì. Cả làng em chết cháy, em ở tụng chung thân. Nhưng mà tôi đi thôi. Anh mà phải trình nể trình độ của hai chị em nhà này luôn. Nó hát mà không khác là đồng rap hết. Rồi nếu các bạn thấy phần trình diễn này hay, các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe kênh, ủng hộ cho Biệt Đội Bá Thủ nha các bạn. Chúng ta sẽ đến với phần bị phạt của thí sinh kế tiếp. Trên tay mình hiện tại là cái đồng hồ bấm giờ nha các bạn. Và Tài phải chịu một hình phạt tên là trả lời thật lòng trong vòng 1 phút. Cho dù câu hỏi khó cỡ nào cũng phải trả lời thật lòng nha. 1 phút bắt đầu. Quen nghệ hồi năm lớp mấy? Dạ. Có liên lá sơn của mẹ chơi không? Có một lần duy nhất. Ghệ tên gì? Cho nó một chữ một được không? Ghệ mới đi, ghệ mới đi.
Rồi đi đi hồ bơi nhiều lắm đúng không? Đúng vậy. Có đi tiểu trong hồ bơi lần nào chưa? No, anh đẹp trai nhưng anh không có vô ý thức. Yeah. Chỉ cho anh hỏi mày nha, mày có thích anh Mon từ cái nhìn đầu tiên không? Ủa? Không, anh Mon đẹp trai nhưng mà không bị xe gầy hả? Em không muốn quen anh. Không, mà anh Mon có gầy sao quen? Yeah. Nếu anh Mon chưa có gầy, nó muốn quen anh Mon hả? Yeah. Ok, câu hỏi cuối cùng của anh Mon, chúng ta vẫn còn khoảng tầm 8 giây nha các bạn. Câu hỏi của anh Mon đó chính là: ba mẹ đã biết cơn bị bóng xà ban chưa? Ủa, chưa, em đâu có bị bóng xà ban đâu. Ok, câu hỏi này nó trả lời là rồi hoặc là chưa thì nó xác nhận nó bị bóng xà ban nha các bạn. Mày nó còn tỉnh lắm. Trên đây Mon là cái lá phiếu của bé báo đã ghi cho các bạn. Giờ móc cái thử cho các bạn xem bị phạt cái gì đây. Ăn dưa hấu trong vòng 20 giây, ăn không hết, ăn miếng khác. No, chết mình rồi các bạn ơi, mình ghét ăn dưa hấu lắm. Mà kệ, mình sẽ thực hiện hình phạt này nha. Giờ ăn tới rồi. Ok, thử thách của Nhi đó chính là ăn miếng dưa hấu này trong vòng 20 giây. Nếu Nhi ăn không hết trong vòng 20 giây thì bị cưng vô lại. Sai, bị ăn phải... miếng khác chứ. Đúng rồi, phải tiếp tục ăn miếng khác. Và ở đây anh Minh có một cái đồng hồ bấm giờ nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Ê, còn hết thời gian rồi. Làm đi. Hết thời gian. Thí sinh này tiếp tục sẽ bị phạt. Hồi nãy mình mới khởi động thôi các bạn, bây giờ mình mới làm thiệt nè. Bấm giờ đi. Trời ơi, thí sinh này ngầu nè. Bắt đầu. Của cưng có 20 giây nha. Ồ, hai bạn ơi, thí sinh này đang cố gắng hết mình. Nó cảm như một con chuột vậy. Trong vòng 20 giây, thí sinh này đã hoàn thành được thử thách. Nhưng anh mà sẽ kiểm tra lại coi cái miếng dưa hấu có ăn hết, có hết không, có sạch không nha các bạn. Ây da. Ok, này đạt chuẩn nha. Còn miếng bên này còn đỏ nhiều vậy. Thôi, với kết quả này anh cũng đồng ý thí sinh này đã được qua được cái thử thách của báo nha. Vậy là video tới đây kết thúc nha các bạn. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và tụi mình nha. Nhấn chia sẻ video nữa. Ok, nếu các bạn muốn anh Mon với chị Vi và tất cả các thành viên ở đây chơi những trò chơi, thì các bạn hãy bình luận lại tên trò chơi đó và quy tắc luôn nha. Các bạn hãy tự sáng tạo cái trò chơi của các bạn luôn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye.